Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Xem. Bây giờ mình sẽ tô màu nha các bạn. Phải cái anh gì mà hay ngồi đầu ngõ này này. Kia bảo anh gì đầu ngõ kiểu hay ngồi trước cửa nhanh kia ngồi xem điện thoại này. Thế chọn đấy đầy gái, một gái lắm một no luôn. Nói em dưới xem. Chị đã xong rồi. Em đã biết. Còn là Tina nữa. Cái gì chị? Vậy em mình đã tốt xong rồi các bạn. Thì phải biết. Mình đã tốt xong rồi nhé.